Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin Người Việt bốn phương trên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đại sứ quán Việt Nam tại hai nước láng giềng Thái Lan và Campuchia tổ chức lễ chiêu đãi trọng thể chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trại hè tiếng Việt mang đến những trải nghiệm thú vị, bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, tình yêu quê hương đất nước cho các em nhỏ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Belarus. Sản phẩm thời trang Việt Nam ngày càng ghi dấu ấn mạnh mẽ, chinh phục hàng loạt ngôi sao quốc tế, khẳng định tài năng của các nhà thiết kế Việt. Thưa quý vị, tối ngày 30 tháng 8 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Buổi lễ có sự góp mặt của hơn 700 khách mời đại diện cho các cơ quan của hai nước, các tổ chức quốc tế, đại diện các hội đoàn người Việt cùng đông đảo bà con kiều bào ở khắp Thái Lan. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định ý nghĩa lớn lao của Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sau 78 năm độc lập và phát triển, Việt Nam đã không ngừng thúc đẩy hòa bình và hợp tác trong khu vực châu Á cũng như trên toàn thế giới, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thay mặt chính phủ và nhân dân Thái Lan, Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sarun Charensuwan đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới bạn bè Việt Nam nhân ngày lễ trọng đại này. Trong hơn 40 năm qua, mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thái Lan là người bạn, là đối tác đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Trong năm 2023, hai nước kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là tài sản giá trị mà hai bên phải cùng trân trọng và nuôi dưỡng. Cũng tại buổi lễ, các vị khách mời đã được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật mang đậm văn hóa truyền thống Việt. Vào tối cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Khuôn Sudari, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Sokchenda Sofia và nhiều quan chức cấp cao của Campuchia cùng cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã điểm lại những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong 78 năm qua, khẳng định sự gắn bó, tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước. Đại sứ Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho cộng đồng ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sokchenda Sofia gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới chính phủ và nhân dân Việt Nam, ca ngợi nỗ lực và sự hy sinh của nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, khẳng định Campuchia và Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ở mọi cấp độ, dựa trên tinh thần đoàn kết, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Ngày 30 tháng 8, tại thủ đô Moscow đã diễn ra đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng an ninh Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 12 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov. Hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong thời gian qua, khẳng định coi trọng thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và du lịch, nhất trí cùng nỗ lực triển khai hợp tác song phương phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-Nga. Việt Nam mong muốn Nga đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với ASEAN, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã đến chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, gặp gỡ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga, cựu Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov. Một trại hè tiếng Việt sôi nổi vừa diễn ra trong những ngày qua, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 tại Cộng hòa Belarus. Đây là hoạt động ý nghĩa của lớp học tiếng Việt, được tổ chức dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Belarus, nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, nâng cao khả năng tiếng Việt cho nhiều con em sinh ra và lớn lên tại đây.
Đây là lần thứ 3 lớp tiếng Việt tại Belarus tổ chức trại hè cho các em học sinh sau mấy năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Tham gia hoạt động này có gần 40 con em người Việt đến từ nhiều thành phố của Belarus. Với độ tuổi khác nhau, trình độ tiếng Việt cũng khác, nhưng các em đều có chung niềm yêu thích học tiếng Việt, tự dẫn chương trình, múa hát, đọc thơ bằng tiếng Việt. Mục đích của trại hè là để tạo ra một cái sân chơi rất là lành mạnh, thú vị cho các em nhỏ thế hệ thứ 2 và thứ 3 sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Belarus, tạo hứng thú cho các em học tiếng Việt. Đây là cơ hội rất tốt để các em có thể kết bạn, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, hướng tới xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh. Tại đây, các em đã được tham gia rất nhiều hoạt động tập thể, vừa được chơi vừa được học. So với những năm trước, trại hè năm nay thêm nhiều hoạt động mới được nhiều các bạn trẻ yêu thích. 4 ngày trại hè đã đem lại những phút giây bổ ích, những bài học sâu sắc và những kỷ niệm khó quên cho các em. Con đi trại hè rất là vui ạ, tại vì là mình có thể trao đổi tiếng Việt cùng với nhau và mình có thể làm quen với nhiều những bạn mới ở những thành phố khác. Trại hè là dịp mà em có thể dùng tiếng Việt nhiều hơn, cho em cơ hội gần gũi với quê hương của mình. Sau khi trại hè, em thấy tiếng Việt rất là phong phú và em yêu quê hương mình hơn. Lớp học tiếng Việt ở Belarus ra đời vào năm 2016. Với sự nỗ lực rất lớn của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại đây nhằm giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với những bài học trên lớp, trại hè tiếng Việt đã đem đến những trải nghiệm vui vẻ, bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, tình yêu quê hương đất nước đến với các em nhỏ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Belarus. Và để củng cố công tác dạy tiếng Việt ở nước ngoài, chiều ngày 30 tháng 8 tại Hà Nội, đã diễn ra lễ bế mạc khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023. Khóa tập huấn do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao phối hợp với Vụ Giáo dục Thường xuyên thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với sự tham gia của hơn 60 giáo viên người Việt Nam đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diễn ra từ ngày 16 tháng 8, khóa tập huấn gồm 18 buổi họp chuyên môn. Nội dung bài giảng tập trung vào phương pháp sư phạm, kiến thức văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam thông qua ngôn ngữ. Bên cạnh những giờ học trên lớp, các học viên còn được đi tham quan, tìm hiểu nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước. Đây là một hoạt động hưởng ứng đề án hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giúp xây dựng, phát triển các hoạt động về tiếng Việt trong cộng đồng. Sau 10 năm kể từ lần tổ chức đầu tiên, chương trình đã thu hút hơn 800 giáo viên người Việt ở khắp nơi trên thế giới quan tâm tham dự. Thưa quý vị, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Thời điểm này, nhiều địa phương đã chuẩn bị công tác vận động quà bánh, tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi. Ghi nhận tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự ở tỉnh Đồng Tháp, một trong những khu vực vùng biên và là điểm tổ chức Trung Thu sớm nhất trong năm nay của địa phương. Hơn 5 giờ chiều, nhiều ông bà, cha mẹ đã đưa con cháu của mình đến Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Thường Phước 1 để dự đêm hội trăng rằm do xã tổ chức. Hơn 250 em nhỏ đều có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc gia đình khó khăn, nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi do Covid-19, trẻ sống xa cha mẹ. Có em nhà gần ủy ban xã, có em nhà xa đến 10 cây số, nhưng đều đến sớm vì mong chờ được dự đêm hội trăng rằm. Cháu nó được cấp mấy cái phiếu lại đây nhận quà Trung Thu, nó cũng có cái nghĩa. Đêm hội có chủ đề dâng trăng ấm áp, gói trọn yêu thương. 250 phần quà đã được trao đến từng em nhỏ là bánh Trung Thu và tiền mặt. Nguồn kinh phí hơn 60 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Ngày hội giúp thắp lên niềm vui, hạnh phúc cho các em nhỏ. Đối với địa bàn xã Thường Phước 1 thì có là 520 trẻ em thuộc cái diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cho nên thì theo kế hoạch của Ủy ban dân xã thì sẽ vận động trong cái dịp Trung Thu này, kêu gọi tất cả các nhà hảo tâm thì mong muốn là những cái phần quà này giúp cho các cái trẻ em là có dịp đón Tết Trung Thu giống như các bạn đồng trang lứa. Là địa phương biên giới, thời điểm này, huyện Hồng Ngự và 10 xã trên địa bàn đã vận động được gần 2.300 phần quà trị giá gần 240 triệu đồng để tặng các em thiếu nhi nghèo hay có hoàn cảnh khó khăn. Và hiện vẫn đang tiếp tục vận động nhằm tạo điều kiện cho tất cả trẻ em vùng biên có một Tết Trung Thu vui tươi và ấm cúng.
Trang Nguyễn, nhà sáng lập và giám đốc điều hành Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã Việt Nam Wild Act, vừa xuất sắc là một trong 4 ứng viên trên toàn cầu giành giải thưởng cựu sinh viên Vương quốc Anh Study UK Alumni Awards với hạng mục khoa học và phát triển bền vững. Để trở thành đại diện Đông Á chiến thắng giải thưởng này, tiến sĩ Trang Nguyễn đã thể hiện được những đóng góp và ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực bảo tồn. Hiện nay, tổ chức Wild Act của Trang Nguyễn định hướng phát triển các chương trình tạo cơ hội cho các cá nhân và cộng đồng cùng tham gia tích cực vào việc quản lý, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và ngăn chặn nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại 7 tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Giải thưởng Study UK Alumni Awards là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi sự phối hợp giữa Hội đồng Anh và các trường đại học tại Vương quốc Anh kể từ tháng 9 năm 2014. Thời trang Việt Nam ngày càng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế những năm gần đây. Danh sách các ngôi sao nổi tiếng, diện thiết kế của các nhà tạo mốt Việt kéo dài với những tên tuổi như Zendaya, Adele hay Phạm Băng Băng. Không chỉ các nhà thiết kế gạo cội gây tiếng vang lớn, thương hiệu nội địa của nhà thiết kế trẻ cũng đã được nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng thế giới Blackpink ưu ái lựa chọn cho buổi biểu diễn tại Hà Nội tháng vừa qua. Vậy đâu là bí quyết giúp các nhà thiết kế Việt đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong phóng sự sau đây. Váy tím phối vải xếp nếp tôn vẻ đẹp nữ tính của Jisoo hay áo tank top kết hợp corset cá tính của Lisa. Đây là thiết kế của một thương hiệu thời trang Việt hiếm hoi được Blackpink ưu ái lựa chọn cho chuyến lưu diễn toàn thế giới. Đưa sản phẩm lên mạng xã hội chính là cách giúp thương hiệu này đạt được 90% tệp khách hàng nước ngoài. Mình thấy stylist Blackpink nhắn mượn đồ lúc đó được Blackpink diện rồi thì cũng nhiều người biết đến hơn và cũng có nhiều khách hàng hơn. Mình có thể đưa những thiết kế lên mạng xã hội. Mình cũng nghĩ cách để sản phẩm của mình chất lượng hơn. Bán ra nước ngoài thì tất cả mọi thứ phải kỹ lưỡng. Bên cạnh việc chăm chút từng sản phẩm trên mạng xã hội hay các sàn thương mại thời trang thế giới như Farfetch UK hay Neiman Marcus của Mỹ, nhà thiết kế trẻ này còn nhanh nhạy nắm bắt xu hướng thời trang. Từng sản phẩm đều được anh thiết kế cho nhóm khách hàng riêng biệt. Thực tế để mà mình có thể gọi là bước chân vào ngành công nghiệp thời trang quốc tế ở đây thì buộc thứ nhất mình phải đi theo rất là nhiều tiêu chuẩn chung. Đội ngũ của Khang luôn luôn không ngừng cố gắng với điều đó. Đơn giản nhất là theo kịp được timeline bán hàng cũng như là cái time frame của mỗi mùa trên thế giới. Tại vì thực tế trên thế giới khi mà mỗi lần ra một sưu tập thì phải ra trước một năm trước khi mà mình bán ở cửa hàng. Thì thời điểm đó thì Khang sẽ thiết kế hai bộ sập một lúc, một sưu tập cho thị trường Việt Nam và một sưu tập cho quốc tế. Tuy nhiên, nắm bắt xu hướng thời trang là chưa đủ để tạo dấu ấn riêng cho từng thương hiệu. Việc tôn lên vẻ đẹp tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ là yếu tố then chốt giúp các nhà thiết kế Việt chinh phục hàng loạt ngôi sao quốc tế. Ví dụ để được hơn 200 ngôi sao là mặc những thiết kế của công ty thì công ty cũng đã gửi đi và cũng đã làm việc hơn rất nhiều cái số lượng như vậy, thậm chí là 400-500 ngôi sao. Vì không phải là những cái thiết kế của mình lúc nào cũng sẽ được chọn. Cho nên là ekip của công ty làm chính xác theo số đo để cho các stylist nước ngoài fit. Ví dụ như một ngôi sao có một cái sự kiện, người ta đặt có thể 4-5 nhà thiết kế. Và cái ngày fit đó nếu mà họ fit họ cảm thấy họ không vừa, họ không thích thì họ sẽ không mặc trang phục của mình. Giới thiệu sản phẩm ra quốc tế, các nhà thiết kế Việt Nam đang phải cạnh tranh trực tiếp với các nhà thiết kế trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều các ngôi sao nổi tiếng ưu ái trang phục Việt đang chứng tỏ khả năng xây dựng thương hiệu hiệu quả cũng như tài hoa của các nhà thiết kế. Qua đó, khẳng định thời trang Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng vươn tầm thế giới. Bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị hãy truy cập vào các nền tảng số của chúng tôi để xem lại chương trình hoặc xem thêm nhiều nội dung khác từ VTV4. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.